thưa quý vị theo dự thảo chỉ thị thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển phần mềm mã nguồn mở trong các cơ quan doanh nghiệp nhà nước đang được lấy ý kiến việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở được quy định bắt buộc tại nhiều điều khoản dự thảo chỉ thị quy định khi cơ quan và doanh nghiệp nhà nước đầu tư phần mềm thì bắt buộc phần mềm phải có thể cài đặt và sử dụng trên cả hệ điều hành nguồn đóng và nguồn mở với máy tính mới phải cài đặt cả hệ điều hành nguồn mở và bộ mềm văn phòng nguồn mở hoặc hệ điều hành có bản quyền và bộ phần mềm văn phòng nguồn mở các loại phần mềm trên máy chủ nên xem xét cài đặt sử dụng phần mềm nguồn mở bao gồm hệ điều hành mạng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phần mềm dịch vụ mạng phần mềm làm việc cộng tác hệ quản trị thông tin hệ thống an ninh bảo mật vân vân ngoài ra những loại phần mềm thông dụng được khuyến nghị dùng phần mềm nguồn mở như phần mềm văn phòng trình duyệt web gõ tiếng việt diệt virus hay đọc các dạng file vân vân theo dự thảo các đơn vị phải xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở hàng năm và năm năm tập trung triển khai ở các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin và nhân rộng toàn đơn vị hàng năm ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố sẽ bố trí kinh phí thực hiện triển khai và đào tạo nhân lực cho phần mềm nguồn mở bên cạnh việc kiểm tra việc tuân thủ quy định của các đơn vị